Ngày 30 tháng 10, Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, phân hiệu Vĩnh Long đã tổ chức hội thảo chính sách ứng phó biến đổi khí hậu ở đồng bằng sông Cửu Long với sự tham gia của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu và đại diện các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Đồng bằng sông Cửu Long đóng góp 20% GDP của cả nước. Trên một khu vực chỉ chiếm 1/8 diện tích cả nước, nhưng là nơi cung cấp gần 60% sản lượng lúa và 40% lượng thủy sản. Nhưng theo các nghiên cứu kịch bản nước biển dâng của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Ngân hàng Thế giới, trong vòng từ 50 đến 100 năm nữa, đồng bằng sông Cửu Long có nguy cơ thấp hơn mực nước biển đến 1 mét. Nếu kịch bản này xảy ra, hơn 17 triệu dân đồng bằng sông Cửu Long sẽ phải dịch chuyển, rời cư, ngừng sản xuất. Trước những nguy cơ và thách thức trên, hội thảo được các nhà khoa học, nhà nghiên cứu phân tích, lượng hóa một cách khoa học để làm cơ sở xây dựng các chính sách giảm thiểu và thích ứng biến đổi khí hậu, ứng cứu cho người dân vùng đồng bằng sông Cửu Long, đồng thời cảnh báo các hiện tượng thời tiết bất thường và bão cũng là những mối đe dọa khí hậu đang tăng lên theo thời gian. Nhiệt độ tăng và lượng mưa thay đổi ở đồng bằng sông Cửu Long cũng đang góp phần làm thay đổi các hoạt động kinh tế của con người.